chết những con người. Mấy cái khu nhà này mùa hè chắc đẹp lắm đó. Tại cái Ocean View này. Thành phố gì thấy ớn luôn. Đi thẳng một chẳng gần 3 chục đô đó. Hai mấy đô, gần 3 chục đô đó. Đi taxi hả? Taxi ở đây đó. Vậy á. Từ taxi lại cái này. Hai lần này hả? Rồi một chiều thôi đó. Không hai có chiều, phải... chiều. Thì cũng được. Đi về mà. Lại hào đấy. Xe này nhỏ mà đậu luôn. Cái island đó, cái island đó. The lighthouse is from far away. Rốt tay không? Qua cái gì rốt tay không? Đâu, có chữ đâu. Đó, có đường đó. Nó rốt tay không? Không, giúp lại. Thấy chưa thấy cái bảng đâu này. Đó, chú rốt tay trước mặt mà không thấy. Bà chạy quá rồi, bây giờ bà... Trời ơi, hết gì trời trước mặt không mà. Thấy, cái này, cái ánh đèn thấy nhưng mà có thể quay vô thấy. Xuống rồi, được rồi, thôi được rồi, đấy đây, chụp đi, lấy mà anh chụp đi. Tay là... Thôi thôi đi, lấy ra, rồi chụp đi, chụp nhé đi, rồi đi. On the way from Reykjavik to Hafnir, which is the bridge of America. Now it's 30 p.m. so we try to meet the Thai to go there before the no sunlight. But snowy on the road right now. Snow shower. Rain and snow together. Here they call snow shower. Quay bây giờ không? Rồi, nhanh quá chạy thôi được rồi. Được cũng được. Sát luôn.
bà biết cái là nó tên là In. Đúng là quân trên kia cơ mà. Quay đi, quay đi, quay đi. Không có ai, không có gì nữa. Từ từ từ. Okay, tại vì chạy nó máy nó nghiêng cũng thấy nhưng mà không thấy rõ đâu. Không rõ được. Cái chạy nó rung rinh rồi đó. À chứ nè. Thấy chưa? Học đưa vô không sao, có bật cần đưa trống không? Hả? Đưa trống là cái gì? Đưa trống bước xuống anh đâu này đặt cặp xe không? Cũng cần. Cần. Hvernig hann talar á Íslandi hérna á. Hún var svo eina sem ekki var það skilja. Đừng vô đẹp quá hả? Đẹp ghê hả? Đường vô quá đẹp. Blue Lagoon. Bà chụp không đưa máy hình lại chụp cho anh tấm nè. Chụp cái này, cái này. Cái gì? Lá mér að taka mynd af þér á þína vél. Segðu mér hvað á að íta. Það bara, ítum bara að đi vòng coi trước không?
Chúa. Cái này nó enclose chứ nó không lặn chết. Nó có enclose outdoor in đó mà. Cái này thì sao có xa đi đó. À, thì biết rồi, có gì đâu. Ôi ôi, tao hóa mất. Đâu đi, platform đó. Ừ, platform. Tắm ở ngoài trời hay sao? À, tắm như bên trong ngoài trời hả? Thằng này nó biểu diễn nè. Ừ. À, practice trước. Ôi ôi, đẹp quá. Ôi ôi. Rất là đẹp. Ô, có người ta ra ngoài đằng kia kìa học. Không lạnh sao lạnh được. Hả? Không lạnh thì nước ấm mà. Really cô chứ không phải giỡn đâu à. Ôi ôi. Nó lạnh kìa đó. Hả? Nóng, nước nóng. Nước nóng nhưng mà lên á. À, dần lên chắc. Ừ. Nhưng mà lên bên trong hay sao? Để qua thôi. Chết tía, đẹp quá. Ok. Đi đi đi. Bài phụ nữ gần thấy thấy không? Thích ghê hả? Anh thích đó. What's the money? Chào ơi, chào chứ nó tên lại chỉ coi cái nó lại luôn. Ok kia hấp, nó lại kìa. Phải không? Đó đó. Không phải đâu bạn, là mày. Hả? Mày. Nó lại gì nữa? Nó lại rồi. Đấy nè, nó lại hai ba bên à.
Thì trời nó lại tùm lum hết trơn nó lại mà. That's what I figured. That's just the glow of the city. Yeah. Well, look how bright the sun is. There you have. Did you have an automatic starter on that car? No, it's just a plain Jane rental. Just how it's warm up from the house. See you later. Bye-bye. Bye. Enjoy the rest of your vacation. Thank you. We will. At least it's dry now. Yeah. Mấy cái algae vậy mà tốt nha, những cái hồ bơi có algae tốt. Ba viết cho nó là phủi tuyết đi rồi mới đi xe được. Lần đầu tiên trong đời mới biết đeo tuyết. Hồi nãy rồi morning ago when we get in the pool, no snow, but now it's full of snow. After a couple of hours, that's the ice, Iceland. Đổ xăng luôn.
Nếu mà chỗ này mà hay là từ tour nó đã làm nó dẫn ta đi tới chỗ này rồi. Tour là xe bến, tour là city tour có mà. Ừ, nhưng mà nó có dẫn, nó có cái tour nào mà dẫn ta quát đi như vậy không? City tour, đi tour thì chắc là họ không biết. Nó không có gì tour, nếu mà nó good thì là nó đã dắt người ta đi rồi. Thì chắc thì ta nghĩ city tour nó có. Đây không phải major, không phải là... không phải là major. Không phải anh không phải không, anh nói là không phải là far away. In thành phố thôi. Thì đã, nó có add vô cái city tour không? Nếu mà giống như là hồi đó ở đâu nó dẫn đi đó, ở bên Thái đó. Lô Thai nó dẫn đi đó, còn này nó đâu có đâu. Đó, không hay. Phải đi theo tụi tour nó làm. Cái nào special đó, mới đi mới hay. Main attraction cơ, còn cái này là phụ thôi, đó mình phụ là khi nào mình có time thì mình đi thì mới hay. Đằng này mình bỏ mấy cái chính mà mình đi mấy cái phụ trước. Sao so trước hay là cái kia trước? Anh nghĩ nên đi cái kia trước, cái kia nó trước tiên. Bà đi cái nào, bà make up mai đi chứ không thôi để miss hết nó cả hai luôn. Tại ngày mai đi sao so. Bà tính quá là bà lộn tụng mèo à. Đi qua chỗ nào? Bà nói đi ra chỗ nào? Chỗ nào? Bà chỉ coi. Đó, cái Thái đó, cái Lighthouse. Cái Lighthouse mà đi qua cái đảo nào? Lighthouse đó, trời ơi. Quắt ra cái Lighthouse. Ừ. Cái Lighthouse nó ngay đây rồi, còn quắt ra ra gì nữa. Hợp với gì? Làm sao? Là ra ngoài hả? Quắt là làm gì ngoài? Đây nè, nó là trong đất liền rồi mà còn gì. Cái đó, cái đảo. Đi sao được. Đi tối, nói bằng cái đảo. Coi cái đi bằng cái nào đó. Nói theo, có cái máy của đá đó. Mình đang phải mình hôm qua mình không có việc. Để xuống đầu thai nè, mới đi đường nè. Để xuống đi, xuống đi.
thật tốt thì nó mới. We are at Salford. It's a small town. Ờ, có hai ngã thôi, ngã này đi này, ngã kia thôi. Đúng rồi.
mình học nhìn thấy cái này thôi hả? Ờ. Để go behind the floor, nó gì đó. Rồi nhanh là bán gì rồi. Đâu có, nó đem ra đây nó ngồi nó ăn hay chưa? Picnic hay chưa? Cũng đẹp quá chứ. Đâu có thua gì Yosemite đâu. The floor. River. Đẹp ghê, chỗ này chụp tấm này, chỗ này có mặt trời xuống đẹp rồi. Ngồi xuống đây ba chục lắm. Đừng ngồi, không có ngồi, ngã ngồi. Bác mới thấy chân khác. Risky hả? Không quay luôn. Ôi dồi ôi. Đẹp quá, này bao giờ quá. Ở chỗ này đóng băng xuống mà. Ờ. Ui, lạnh lắm, nó lạnh lắm, từ đây đó. Ôi, hay chứ, cái này hay chứ, đóng băng này. Đi hai hoa, không, cái này trật chết à.
Fall. From main road to the fall about approximately 2 miles long. But because the road is icy, so step for a while. Đây không phải đâu, đi cái Scott Ford cơ. Hả? Bắt đầu S cơ. S kê. Cái này ra phèo phèo vi ga vậy. Này không phải. Ờ, trà này đang rước hả? Thôi theo nè. Này theo đó. Trà này hả? Okay. This is the hotel right here. Chụp có theo nè, chụp có theo nè. Skoga Fall. They also have a Skoga Museum here. Hotel. Họ đứng trên trên đỉnh giống như Niagara Falls. Đang coi cái clear laser. Tên là gì là? Seven. Đứng chắc là chưa chụp cái này. Và đi theo đuôi con đường xe, người ta chỉ phải chạy lang thang vậy thôi. Thắng gì mà cha mình là, nó trượt ngay chứ. Anh đã thử rồi. Bị tinh thần. Wow, hiking. Hiker. Oh, này phải đánh anh mặc đồ để tắm hay không? Và đổi áo đi, đổi áo kia đi. Không nào, đâu, đâu có đâu. Có mẹ không có đem theo hả? Bởi vậy sáng mẹ nói ba rồi, áo này không ấm không mà nó dày cui. Có mà cái khăn nói rõ cho anh không? Có. Rồi cho anh mượn nó đi, cho nó nói đi. Hiker này. Coi mấy này nằm trò dưới này nè. Nằm dậy mới được.
À đi. Đây. Đi kia hợp là vậy là miss, là miss miss cái này rồi. Miss cái miss cái pho này rồi. Chỗ này quát đúng không? Không lạnh, không lạnh gì hết. Thôi ra nước này. Hôm nay hôm nay có rock kìa. Chúng nó lấy này để đem về nhà. Nó có gì đâu. Gì thôi nó mua. Thì em giờ thì chiếu chiếu nó làm gì, làm em chiếu chiếu nó ra lấy. Này nó cũng có lách á. Coi chỗ này có đá đá nào đẹp đẹp không? Chụp không? Nè, chụp đi. Mùa hè dám ở đây tắm được. Lạnh cống luôn. Lạnh cống luôn. Suối này nó tắm được. Lạnh cống chứ tắm gì nữa rồi. No, summer mơ cơ. Mơ mà mùa năm mấy độ chứ. Sao? Ừ. Đá frozen water, frozen. Hả? Đứng đây chụp, đứng đây chụp cái nè, thi đây chụp cái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó gần gần cái chụp đó. Đứng gần chụp cái. Đứng gần đó chụp cái. Rồi rồi đứng lên đi. Rồi đứng trên đá đó, cục đá đó. Ok. Now we do the mountain hike, also glacier walk. No problem. Easy walk. Easy walk. Ôi, xuống này hả? Đâu? Số cây quắt lên đi. Thank you.
Hi. Đúng rồi, anh biết. Tới đây hết rồi hả? Hết rồi hả? Ok. Hết chừng hả? Careful. Đứng đi xe xác này đừng đứng đi ngoài. Đi từ từ á. Thôi đi. Đi xuống này đứng cái này nè. Đi cái này đứng đi cái này đang. Không gì đâu, đá. Anh nào, chưa đặt đó rồi hả? Nhìn xuống dưới này nè. Thôi. Bước ra chỗ này nhìn xuống dưới không? Thôi. Chỗ này nước tuyết nó anh stable. Ừ. Đâu nuôi rồi. Để hỏi nó coi nó thấy gì ở đó. Did you see anything back there? We'll show you some pictures if you want. Is it easy to walk around? Yeah, it's not too bad. Yeah? What kind of shoes do you have? Huh? Not right shoe. She doesn't have right shoe. Yeah. Same. They're okay. They're not bad. It's more of the river. Oh, river. But no place. No, maybe we didn't walk too far. Anh đi bằng cái hiêu á. À biết rồi, biết rồi. Thôi rồi, đó xin. Thì đứng đi. Ok. Đâu, đó là hả? Ừ.
Chà té, nó giỡn đó. Nó nãy nó giỡn, nó té gì đâu. Mấy đứa nãy nó thấy giỡn. Sì. Đường này đúng hơn, người ta làm cái cầu nè. Đường kia đâu có cầu đâu mà. Ai? Ai kêu? Nãy bà chỉ mẹ đi đường này á, mẹ nói cho ra đây nè. Đâu, ở đâu? Ừ, hai thằng này nó lại đi reverse. À, cho xuống đây nhưng mà không biết cho leo không. Không thấy cái xe tua nào hết trơn à. Nhưng mà đi rồi. Nhưng mà leo lên mất thời gian chắc cũng có thể cho đi. Chắc cho, chắc cho. Ở đây easy mà. À. Easy chừng á. Chỗ đi đất mềm á, đất mềm á, đừng đi chỗ mới á, đi đừng đi chỗ cũ. Qua đây nè, đi qua đây nè. Đi chỗ cũ á, à, đường mới á, đừng đi chỗ cũ. Đi qua đây nè, nó shop. Ừ, nó đi đó. That's a place to snowmobile and a place to walk. Volcano. Volcano too.